xin chào tất cả các bạn, là Bunga đây. Và hôm nay mình sẽ thực hiện một thử thách là bắn khẩu súng văng xa nhất từ trước tới giờ và chưa có ai có thể đấu lại được mình. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ bắn như nào cho cái súng của mình bay càng xa càng tốt. Lần đầu tiên mà tôi thấy một cái game mà kiểu bắn cái súng của mình đi xa chứ không phải là bắn viên đạn đi xa. Ok, không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử nha. Boom. Boom. Ôi chết, chết rồi. No. Hình như không xa lắm và tôi bắn hơi ngu mọi người ạ. Trời ơi, có 20 điểm mà lại. Lần này sẽ bắn đi xa này. Hãy tin tôi. Boom. 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 Ok. Được 51 mét anh em à. Thiếu một tí nữa là mình sẽ bắn được thêm viên nữa rồi. Ok. Lại. Cái này là mình phải cày đi cày lại. Một này, hai này, ba này. Ok, nó có trượt đi nữa, 77 mét. Và đây là kỷ lục mới của mình. Được 77 đồng, có nghĩa là 77 mét chúng ta sẽ được 77 đồng. Ok, mình đã biết được, để có được một khẩu súng mới mình phải hoàn thành 100% cái độ dài, cái quãng đường thì mình mới có được cái súng mới, có nghĩa là mình phải chiến thắng cái màn này. Ok, bây giờ là tôi có 7 viên lận, tôi bắn thoải mái luôn. Ok, tí này, tí nữa. Đi. Một viên cuối cùng. Ôi giời ơi, cái này còn không được cái kỷ luật của mình nữa. Lại. Chúng ta phải có được một cái khẩu súng nha. Bây giờ là chắc là phải nâng cái bullet power đi. Vô. Xem này. 1 2 3 lên. 4 5. Ok, biết vậy tôi bắn nữa. Trời ơi, nó còn có 70 mấy à. Không được, tiếp tục thôi. Mình phải có được cái này. Nương thật là nhiều vô. Biết vậy nãy tôi bắn tiếp là tôi đi xa rồi. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7. Oh my god, tôi được gần 1000 mét. 1000 mét luôn, 1000 mét cho nó đẹp trai. Vậy cũng được rồi, 890 mét mọi người ha. Bây giờ về nâng cấp ải chĩa luôn này. Tôi không biết là cái này là cái gì, cái hộp đạn hả? Số lượng cái hộp đạn. Ok, lần này chúng ta sẽ đổi một khẩu súng mới. Liệu lần này mình có bắn mạnh hơn hay không đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xương cũng mấy. Ok, bây giờ là ít nhất là được 500 mét nha mọi người. Không biết là những cái khẩu AK nó sẽ như thế nào. Chúng ta hãy cùng xem coi cái khẩu súng tiếp theo là gì đây. Khẩu súng tiếp theo là cây súng của người ngoài hành tinh. Để có được cây AK thì chúng ta cũng phải tới cái Uzi Ring này này. Thì mới bắt đầu là bắn được đạn kiểu đạn liên thanh đó mọi người. Ok, không sao. Ui, có cây khẩu súng cuối nè. Phải cày đấy. Let's go. Sau khi có được khẩu súng của người ngoài hành tinh, khẩu súng này sẽ tăng cho chúng ta 15% cái gì đây. Súng người ngoài hành tinh chắc xịn nha. Thử coi. Không thấy gì luôn. Trời ơi, cái súng của tôi đâu rồi? Bay tới tận 1200 mấy mét. 1500. Tiếp luôn, đúng rồi. Ui, vừa nâng cấp cây súng lên cái là lên gần 2000 mét luôn. Nó gấp đôi luôn á mọi người. Một trận một mà chúng ta đã được 1000 mấy để nâng cấp này. Và bây giờ khẩu súng tiếp theo, mình nghĩ là cây súng nước hả? Liệu cây súng nước nó có giúp tôi bắn được nhanh tới như vậy hay không? Ui, các bạn coi những cái súng huyền thoại kìa, nó cộng tất cả mọi thứ đều 15% luôn. Hai cây súng huyền thoại cuối nhìn xịn đấy. Ok, tiếp thôi, let's go. A few moments later. Khẩu súng tiếp theo sẽ tăng cho mình 15% cái gì đây? Cái màu vàng là cái gì? Khẩu súng nước nha mọi người. Ui. Bắn đi này. Ok. Lên. Ê. Dường như cái khẩu súng nước này nó hơi đùi tí. Mình mất nhịp rồi. Ôi trời ơi, cái khẩu súng nước này chán dễ sợ gì đó. Chúng ta phải tập trung, phải thật là tập trung canh để chúng ta bắn cái góc nào mà cho cái súng của mình nó bay xa hơn. Lại nè. Ok, sẵn sàng chưa? Let's go. Go. Ok. Được.
nữa. Búng lên này, quẳng đi này, đẩy đi nữa, đi nữa, đúng rồi, bắn lên, bùng 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 bu, được 1000 mấy, 1000 mấy, trời ơi chưa được 2000 nữa. Nhưng mà chúng ta thường xuyên ăn vào những cái này, trời ơi có 1500 à, tôi qua được gần 2000 rồi mọi người. Ây à, thôi tiếp tục thôi, cây súng này à, tăng thêm một viên đạn, màu vàng là tăng thêm một viên đạn, được được được, nhìn tôi cứ tưởng là con ong không à. Ok, đi này, đi này, đi, 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 búng lên, đi. Oh no, oh no, oh no, mất nhịp rồi, mất nhịp rồi, mất nhịp rồi, mất nhịp, mất nhịp, đừng, đừng có mất nhịp. Oh no, oh no, trời ơi, sao mà mỗi lần mà tôi chơi nó dễ quá vậy. Nhưng mà trong lúc cày thì tôi lại lên được 2000. Lần này tôi sẽ tập trung, mình sẽ tập trung. Lại nè, súng nước ơi là súng nước. Lên, lên đi, lên đi, nữa, nữa, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đây rồi, ok. Búng lên, đúng rồi, đi, 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 ok. 2000 mét, please, 2000, sắp tới, đúng rồi, ra tới hoang đảo rồi, đây rồi. Ủa cái gì vậy, trời ơi tôi vượt được kỷ lục có mấy chục mét à. Nhưng mà không sao, một màn này mà được 1000 là tuyệt vời. Chúng ta bây giờ sẽ nâng cấp thật là nhiều vào. Và cây súng tiếp theo của chúng ta chính là Zapper. Zapper, Rapper. Tôi vừa có một pha mà gọi là gì ta, ăn một lần chọn 3 cây súng luôn. Bây giờ mình sẽ chọn thử cây súng của cướp biển thử coi, để xem coi là nó bắn như nào. Ok, ok, đi này. Wow, mạnh, mạnh dã man. Ok, ok, nó bay rất là xa mọi người ạ. À, bây giờ kỷ lục của mình là 4000 mét. 4000 mét, liệu cây súng này, ây da, chết rồi, mình lỡ bắn một viên, nó bị chẩn rồi. Ok, trời đất ơi, bằng có một nửa vậy. Lên này, lên này, đúng rồi, đúng rồi. Ăn, đúng rồi, ăn thật là nhiều vào. Càng ăn nhiều là mình sẽ càng được gọi là gì ta, được tiếp tới năng lượng, đúng rồi, đi đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, ăn ăn thêm một hai cái nữa, ăn thêm. Ok, 3000 mấy là cũng vip bro đó mọi người. Wow, 6000 mét. 6000 đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi qua cây Uzi, không biết là cây Uzi này nó có bắn được nhanh hay không nha. Cái gì vậy, Uzi này hơi lỏ đó nha. Ê, cây Uzi này nó hơi lỏ rồi đó nha quý vị. Bay tiếp. Ok, một pha này, ôi pha này em biết là em 5000 mấy mét rồi, 5000 mấy mét rồi, qua 6000 mét luôn, đúng rồi, là một cái cây mới luôn, đúng rồi. Ô, một màn thôi là tôi đã 7000, còn tiếp tục. Ok, bây giờ chạm vào một viên đạn thôi là đi tiếp này, chạm vào một viên đạn là đi tiếp này. 8000 mét. Trời ơi cái rảnh này, trời ơi qua được cái rảnh này là tôi được 8000 mét rồi. Nhưng mà màn này hay đó mọi người, đã đến lúc chúng ta sẽ nâng cấp mấy cái này lên. Đây, một cái Uzi mà nó bắn được con viên thì nó không bắn ta. Chắc là mình sẽ lên cái này. Rồi. Ui, cái súng này súng gì đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, ok, 3000 mét thôi, ít nhất là 3000, ít nhất là 3000. Đúng rồi, lên tiếp, ít nhất là 3000. Và hãy lên 4000 nào. Ai biết được? Ai biết được là tôi có đụng trúng cái viên đạn nào không? 4000 đi, 4000 đi, please, please. Nope. À, 4000 mét rồi. Thế là đạt chỉ tiêu rồi mọi người. Bây giờ chúng ta đã lên được những cây súng hiếm rồi. À, nãy giờ tôi mới tới cái này và bây giờ chúng ta sẽ được cường hóa 3 ô nữa. Ok, ok, cây súng nước đây hả? À, bây giờ mình biết cách đi rồi mọi người. Bây giờ chúng ta phải đi ngang. Làm thế nào để cho nó đi ngang này, đi. Chỉ cần cho nó đụng vào mấy cái kia là được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, ăn nhiều vào. Trời ơi. Tiếp. Đi nữa. Đúng vậy. Ồ, cái này dừng lại, cái này chúng ta nên dừng lại, bình tĩnh. À,
sau nhiều game thì tôi cũng đã tìm được cái chìa khóa để thành công rồi. Lộng, sau nhiều lần bắn nó nảy lên như vậy, chúng ta không nên đụng vào, không nên bắn. Đến khi mà nó ở ngưỡng giữa giữa, chúng ta mới bắt đầu bắn và đẩy nó đi nhanh hơn nữa. Đây, đúng rồi. Tiếp này. Ê, 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 cái gì vậy? Rồi, hướng dẫn vậy là chết tôi rồi. Ok. Cũng bây giờ là ít nhất là 5000m nha mọi người, ít nhất nha. Vậy là được rồi. Ây à, cái cây Hellring nhìn khó quá mọi người ạ. Nhưng mà tôi phải cố gắng, phải có được cây súng cuối cùng, cúng cùi. Mà tôi không biết là đi bao nhiêu mét nữa, nhưng mà cũng gần tới rồi mọi người. Tới những cái cây Epic là tôi cảm giác là bắt đầu mình xịn sò rồi đấy. Epic là 4 điểm nâng cấp, nhưng mà Legendary chúng ta sẽ nâng cấp một hàng luôn. Mình phải có cái cây súng mà kỳ lân này, cây súng kỳ lân này. Sẵn sàng chưa? A few moments later. Nãy giờ tôi cuối cùng cũng đã lên được 14.000 rồi. Nâng cấp thôi. Trời ơi, các bạn không biết đâu, tôi phải tập trung một cách mà kiểu chảy mồ hôi nách luôn. Và bây giờ mình có thêm một cái khẩu súng mới. Ủa sao, sao nhìn như cái khẩu súng shotgun này nhìn như cái cây súng trên này vậy? Trời đất ơi, nhưng mà thôi kệ, không sao. Nó cộng cho chúng ta khá là nhiều thứ đấy. Sẵn sàng chưa? Mình phải rất là tập trung nha. Khúc này mình sẽ không nói gì cả. Tập trung, tập trung. 1, 2, đi này. Đi, ê, ê, ê. Rồi. Chỉ cần ăn thôi. Ăn chúng là được, ăn chúng là được, ăn chúng là được. Cây súng này có vẻ hơi ngu đần. Oh no. Oh no, đừng có bay cao quá. Vừa vừa thôi, đúng rồi. Oh my god, trời ơi. Ở ngưỡng giữa thôi. Chắc là mình sẽ về lại cái cây kia. Cái cây kia mình bắn nó quen thuộc hơn mọi người. Đi, 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 đi. Ok, viên cuối cùng này. Bây giờ là... Trời ơi, cái đường xấu quá vậy. Ok, ok, vậy đi. Kệ, 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 cũng được đi. Bây giờ, chúng ta phải làm lại từ đầu. Mình sẽ chuyển về lại cây súng kia. Mình khá là thích cây súng kia. Cây súng kia làm cho mình lên một lần 10,000 luôn. Đây, 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 đây. Cây này là cây súng địa ngục. Tập trung nha, im lặng nha. 1, 2, 3. Vô guồng rồi đấy, vô guồng rồi đấy. Vô guồng rồi đấy. Vô guồng ơi. Vô guồng. Vô guồng, vô guồng. Oh, ok, ok. Vô guồng ơi. Let's go, let's go, let's go. 7,000 mấy, 8,000 mấy. Boom. Oh my god, tuy là không lấy được cây súng, nhưng mà một khi nó đã vô guồng á, và các bạn biết bắn vào chỗ nào, nó cứ đi ngang, đi ngang, đi ngang, đi ngang. 10,000 mét nào. 10,000 mét, 10,000 mét, 9,000 mấy mét mà mới được có 70%. Có nghĩa là cây súng tiếp theo của chúng ta cần tới 10,000 mét lận. Ok, 10,000 mét mà 75%, vậy thì là phải 12,000 mét. Không sao, mình sẽ cố gắng tập trung, cực kỳ tập trung luôn. Let's go. Có được cây súng cuối tôi mới chịu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi gọi khẩu súng tôi đâu và nó cứ thế. Hả? Hả? Game bị lỗi mẹ rồi anh em à. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, tôi đã đến được. Game nó bị lỗi luôn rồi. Tôi không còn thấy cây súng của tôi nữa. Oh my god. Ủa vậy nó bay tới khi nào? Nó bay tới khi nào? A few moments later. Game bị lỗi rồi. Tôi làm một pha cuối cùng và nó đã bị lỗi game luôn rồi mọi người. Là tôi lấy được khẩu súng này rồi. Qua 100% rồi và nó tiếp tục chạy. Lần đầu tiên tôi thấy nha, cái này nó không ngừng lại luôn mọi người ạ. Chắc là game này tôi phá hủy cái game này, tôi khiến cái game này bị broken luôn rồi đó mọi người. Oh my god net. Oh my god net. Ok, ok. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Thôi ok, 100 ngàn và nó tiếp tục chạy thì tôi sẽ là người chiến thắng cái game này hoàn toàn. Tại vì game này nó bị lỗi rồi và tôi cứ tiếp tục. Oh my god, 100 ngàn là tôi bay được. Ây da, 100 ngàn, let's go, let's go. Vượt qua cái ngưỡng 100 ngàn. Và thế là chúng ta đã chiến thắng cái game này rồi. Cái game này nó đã bị lỗi. Và tiếp tục là một pha bay từ trên cao. Liệu tôi có thể lấy được cây súng cuối cùng của cái tựa game này hay không? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Oh my god. Ê. What? 100% mà nó không cho tôi lấy cây súng. Cái gì vậy? Hả? Game bịp rồi anh em à. Game bịp rồi. Cái game này nó bịp rồi. Tôi sẽ lên tôi kiện cái game này mới được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Đừng quên nhấn vào nút like cũng như nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Bye bye. Peace.